thân hai kính chào bà mục sư cùng hết thảy con dân của Chúa là những người khao khát được nghe lời của Đức Chúa Trời và trước khi tôi bắt đầu giảng lời của Chúa thì tôi muốn có một cái lời mời đó là những anh chị em ngồi phía sau đó trừ những anh em có con nhỏ thì xin mời chúng ta lên bên trên ngồi bởi vì sự hành động ta bước lên trên này cũng cho Chúa thấy rằng con rất là cần muốn gần Chúa để còn nghe lời của Ngài. Vì tôi muốn chúng ta uh, phải nghe được lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời có quyền năng để thay đổi chúng ta tức thì. Và khi chúng ta khao khát Chúa, uh, người Việt Nam có một câu, muốn ăn thì lăn vô bếp. Và nếu chúng ta thực sự là người đói khát Chúa, chúng ta không thể nào ngồi xa xa được. Và những người mà hay thường đi nhà thờ, cứ ngồi phía sau, phía sau đó, một cái chỗ ẩn mặt một chút đó, thì người đó có vấn đề. À, có vấn đề mặc cảm tội lỗi hay là yếu đuối, hay là không muốn gần gũi Chúa. Còn đối với tôi á, thì khác. Tôi mà đi nhóm, tôi đi dự đại hội á, tôi tới của Chúa là tôi biết họ được sức giàu, tôi không bao giờ đánh mất cơ hội. Và tôi phải tìm cái cơ hội tốt nhất, để tôi được thân nhân của Chúa đụng chạm, và thánh linh của Chúa chỉ đụng chạm khi ngài nhìn thấy tấm lòng của chúng ta từ nhà sáng hôm nay, tối hôm qua, sáng hôm nay và lên xe đến đây, lòng của chúng ta có đói khát Chúa không? Lòng chúng ta có muốn Chúa thăm viếng chúng ta không? chúng ta đi với một thái độ đến nhà thờ giống như là để trả bài vào wow, vào kệ đến nhà thờ đi cũng không sao, hai tiếng đồng hồ, hai tiếng rưỡi, à, ba tiếng. Và rồi chúng ta không tấm lòng thật sự chờ đợi sự tham viếng của Chúa. Chúa chẳng bao giờ làm bất cứ một điều gì. Và cảm ơn Chúa thì lần này Chúa cho tôi đến quận Cam. Sau gần 2 năm, chúng tôi tôi không có cái sự dẫn dắt của Đức Thế Linh. Nếu nó đúng là nó như vậy. Đức Thư Linh không có cảm động tôi để ghé đến quận Cam. Và tôi không biết vì lý do gì. À, nhưng mà tôi biết một điều đó là tôi đang đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Và từ Chủ nhật tuần trước, thứ ba và thứ năm vừa rồi, thì chúng ta cũng biết chắc chắn là tôi cũng vừa kết thúc cái kỳ tìm kiếm Chúa với đời sống hạ mình, kiên ăn, cầu nguyện với chính Đức Chúa Trời trong vòng một thời gian dài. Và cảm ơn Chúa, chính tôi là người được phước. Tôi thích khổ thánh trước khi ta nghe lời của Chúa không còn cách nào nữa khác để đời sống ta được phấn hưng để chồng ta được thay đổi con của chúng ta được thay đổi hội thánh được thay đổi không còn cách nào khác đó là kiên ăn cầu nguyện rất lòng tìm kiếm chúa nếu chúng ta không đi con đường mà chúa giêsu đã đi nếu ta không đi con đường các sứ đồ đã đi, đó là kiên ăn cầu nguyện. Nếu ta không đi con đường hội thánh đầu tiên đã đi, đó là kiên ăn cầu nguyện. Thì chẳng bao giờ chúng ta thấy sự phục hưng, dù chúng ta có ước ao lớn cỡ nào, chúng ta cũng chẳng bao giờ thấy điều đó mở ra cho đời sống của chúng ta cả. Chúa có làm ta một số điều, nhưng mà Chúa luôn luôn muốn dùng chúng ta cho việc vĩ đại của Ngài. Amen. Hallelujah. Chúa luôn muốn chúng ta kinh nghiệm sự vĩ đại của Chúa, kinh những chuyện lớn lao của Chúa. Nhưng để những điều đó đến, Chúa không bao giờ làm cho một người không có khao khát Chúa. Anh em yêu dấu của tôi, bao nhiêu người đã có một kinh, kinh nghiệm đó là chúng ta làm một ly nước chanh rất là ngon, chúng ta tiếp khách. Nhưng cái người khách đó, họ nhắm môi cái, họ đứng lại là bỏ đi, họ không thèm uống cái ly nước chanh đó. Tại sao vậy anh em? Bởi vì họ không khác phải không ạ? Amen. Họ không khác. Họ không thấy quý trọng cái lý nước đó. Chúng ta cũng vậy. Chúa chẳng bao giờ đổ thân của Chúa hay là tái lập lại sự tuôn đổ thân của Chúa trên hội thánh, trên chức vụ của chúng ta, trên đời sống cá nhân của chúng ta. Nếu chúng ta không khác, Amen. Một nguyên tắc bất di bất dịch trong kinh thánh. Từ đời này qua đời kia lời này không thay đổi. Đó là Chúa rót nước trên cải khác. Nếu ta không khác, Chúa chẳng bao giờ rót cho chúng ta đâu. Hallelujah. Và nếu ta nói mình khao khát Chúa, hãy cho tôi coi cái bông trái của anh em trong sự khao khát đó như thế nào. Nếu một người đó khao khát Chúa mà cứ liên tục gần gũi TV thì không thể nào nói đó là khao khát Chúa. Nếu một người nói khao khát Chúa Màu thánh tổ chức khen cầu nguyện Chẳng bao giờ thấy người đó xuất hiện Trong cái buổi khen cầu nguyện đó Thì đừng có đó là khao khát Chúa em ạ. Amen. Một người nói khao khát Chúa mà vẫn đi nhóm bê trễ. Thì đó không thể nào gọi là khao khát Chúa đâu Có đúng như vậy không? Và Chúa nói tôi làm sao để ta thấy con khao khát Chúa? Tôi nói Chúa già con sẽ kiên ăn 40 ngày với Chúa. Và tôi đã vâng lời Chúa bước vào cái chỗ 40 ngày đó không thèm ăn nữa chỉ ăn lời của đức chúa trời có phải không tôi mới chứng tỏ cho chúa biết rằng tôi có lòng khát khao chúa và thực sự trong 40 ngày đó từ ngày đầu tiên cho đến khi ngày kết thúc 40 ngày chúa làm mỗi ngày cho cuộc đời của tôi và đến ngày nay dù tôi ra hơn một tháng rồi nhưng mà mỗi ngày chúa vẫn bày tỏ ngài là thành tín đối với tôi Mỗi ngày Và Chúa cho tôi nhạy với Thánh Linh hơn Chúa cho tôi những sứ điệp cần phải giảng Là những sứ điệp Mà người yếu đuối Nếu không có lòng Không bao giờ muốn nghe Bởi vì toàn là những sứ điệp của sự cáo trách Lên tiếng Về tội lỗi trong hội thánh Trong đời sống của chúng ta Và trước khi tôi nói rõ cho hội thánh Thì chính tôi trong 40 ngày đó Một cái sớ rất nhiều Về tội lỗi của tôi một cái sớ rất là dài khi tôi viết xuống những điều có những điều tôi nghĩ rằng không bao giờ đó là tội lỗi cả nhưng trong sự diện thánh của Chúa đó là tội lỗi tôi không bao giờ thấy là đức tin không có đức tin là là không là tội lỗi tôi không bao giờ để ý điều đó và tôi không bao giờ để ý là cái lời nói của mình nói lời vô tín là phạm tội nói lời lầm bầm là phạm tội Mắng chửi con cái là phạm tội Nói những lời tiêu cực là phạm tội Tôi không bao giờ nghĩ đó là tội lỗi cả Nhưng trong sự diện của Chúa Chúa nói với tôi như Chúa nói với Esai rằng Esai la lên với Chúa rằng Tôi có môi dơ giấy Ở giữa một dân tộc có môi dơ giấy Có phải không? Nếu môi chúng ta cứ mở miệng ra mũ sáng tiền 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 Và đi shopping đi chợ Môi miệng này cứ nói những điều của thế giới Hơn nói lời được Chúa Trời thì anh em đã có môi dơ giấy với Chúa rồi. Mỗi miệng ta nói dối, mỗi miệng ta nói những điều không sự thật thì mỗi miệng của chúng ta đã là dơ giấy với Chúa rồi. Cho nên dù chúng ta có nói lời Chúa cỡ nào thì lời Chúa chẳng tác động bởi vì lời của Chúa không bao giờ tuôn đổ như gia cờ gì không thể nào cùng một lỗ miệng mà ra lời chúc phước đức Chúa trời mà rửa xả ngài được không một cái mạch nước mà vừa ra nước đắng và vừa ra nước ngọt được đúng không ạ? Amen. 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 Và trong những ngày kia ăn cầu đó là cái ngày mà tôi phải thanh tẩy đời sống của chính mình thanh tẩy như mình tắm một ngày tôi tắm bao nhiêu lần hai ba lần mà chút xíu ta kỳ là có đất phải không ạ? Đời sống tâm linh của chúng ta cũng y như vậy nếu ta không thật sự nghiêm túc với Chúa thì tôi nói đến em rằng chúng ta cứ đi nhà thờ nhưng chẳng có điều gì xảy ra cho chúng ta hết chúng ta cuộc sống chúng ta cần phải có việc làm cần có tài chánh. nhưng hãy nhớ đó chỉ là hiện tại mà thôi nhưng chúng ta hãy nghĩ đến cái điều xa hơn nếu ta không yêu kính Chúa nếu ta không giữ mình trong đời sống kính sợ Chúa thì con cái của chúng ta bắt đầu nó lớn lên nó sẽ hư và bị ma quỷ bắt lấy vì tội lỗi của ba mẹ không ăn năn trước mặt Chúa. Tôi nhân danh Chúa và nói lời này cho hội thánh. Các bố các mẹ đang ngồi đây đừng để quá nhiều thời giờ đầu tư trong vấn đề tiền bạc. Hãy đầu tư đời sống thuộc linh của mình bằng sự hạ mình, khiêm nhường, ăn năn tìm kiếm Chúa để con cái của chúng ta nó được sống. Hallelujah. Amen. Yeah. Bao nhiêu người ở đây biết lịch sử của tổng thống quý vị? Tổng thống Donald Trump. Ông không phải là gốc của người Mỹ đúng không? Từ nhỏ nhiều người coi thường ông lắm. Nhưng bà của ông đã để lại ông một cuốn kinh thánh. Và cúng kinh thánh đó đã dạy trong biết về Đức Chúa Trời. Amen. Và ngày hôm nay ông đang làm một công việc mà rất nhiều người ghét. Và tôi cũng vậy. Tôi biết có nhiều người không thích tôi. Nghe nói một sư ngôn sĩ là khó ưa rồi. Bởi vì ông giả ông cứ cầm cái búa ông gõ hoài. Tôi không vút ve, tôi không nịnh bợ ai hết. Đó là cái điều mà Chúa tạo dựng nên con người của tôi. Tôi không giảng để cho hội thánh cười Rồi ra về mà năng đề vẫn còn đó Nhưng những điều chú bảo tôi giảng đó là Hãy giảng về sự ăn năn Hãy giảng để họ được thay đổi Hãy giảng để họ có cơ hội Một lần nữa ăn năn và từ bỏ tội lỗi Trong ngôn lời của chú vẫn còn đó nếu ai giấu tội lỗi mình Thì không được may mắn Nhưng ai xưng nó ra Và lìa bỏ nó Sẽ được thương xót Ngày hôm nay con cái chúa chỉ xưng tội lỗi thôi những cái vẽ sau là từ bỏ cái là ăn năn Không có Vẫn chứng nào tật đó Cho nên tôi muốn khích lệ hộ thánh của Chúa Trước khi tôi chia sẻ lời của Ngài Tâm tình của tôi một người học về Chúa Tôi muốn con cái của Chúa Có đời sống Thuộc linh được phục cưng trở lại Amen Yêu kính Chúa trở lại các tôi con tớ gái của Chúa Ngọt ngào vào Chúa trở lại ở trong sườn diện của Chúa. Và hội thánh được xây dựng trên những viên đá sống. Đó là những anh chị em dấu yêu đang ngồi trong sự diện của Chúa chiều hôm nay. Hội thánh của Chúa không được xây dựng nên tòa nhà bằng vật chất này. Chúng ta có biết điều đó không vậy? Chúng ta có biết điều đó không vậy? Trên đừng bao giờ chúng ta chỉ đem cái xác của mình đến cái buổi nhóm này mà chúng ta không biết rằng đời sống của chúng ta là những viên đá. Amen. À, mà để là viên đá thì chúa phải đục đẽo từ một cái tảng đá rất lớn, chúa đục chúa đẽo chúa gọt chúa dũa nó mới ra kích thước để xây dựng đúng không ạ? và những ngày qua chúa đang dùng tôi để đục để đẽo để chặt phải không ạ? để làm cho anh em ngay thẳng với dây thước chuẩn mực của chúa để ngài xây hội thánh việc lai hào bằng những viên đá sống là quý bà chị em đang ngồi chiều hôm nay ở đây. Hallelujah! Đừng mất đừng quá đầu tư quá nhiều tiền bạc Để xây dựng cái tòa nhà vật chất này Nhưng hãy đầu tư việc xây dựng đời sống tâm linh của chính mình Nó sẽ ích lợi chúng ta hiện tại Tương lai và mãi mãi Và chiều hôm nay Lời của Chúa Ở trong Esai Mục sư quan nhiệm của Hội Thánh Chúa đã đọc lên cho chúng ta Đó là Esai 28 câu 22 Tôi xin đọc lại trước khi ta nghe lời Chúa. Vậy bây giờ đừng khinh lờn nữa E à, dây trói càng buộc chặt các người chăng Vì ta có nghe từ nơi Chúa Là Đức Chúa và Vạn Quân Lệnh truyền hủy diệt cả đất Trong cái kỳ cán cầu quyền của tôi Chúa nói với tôi rằng Hãy cho dân sự của Chúa khắp chỗ nào con đi biết Đó là đừng khinh lờn Bởi vì tôi nghe lệnh của Chúa đó là Ngài sẽ hủy diệt cả đất phải không ạ? Và tối hôm qua tôi coi một clip của một sư Tibi Yosu cũng là một sư mà tôi rất là thích nghe và coi những cái cách ông bước đi với Chúa Thánh Linh như thế nào. Và ông có nói năm 2019 là một năm kinh khủng cho thế giới. Tôi muốn nói điều này để chúng ta tỉnh thức. Chúng ta không biết ngày mai mình sẽ như thế nào đâu. Chúng ta không biết ngày mai cái business của mình như thế nào đâu. Chúng ta không biết nó một tháng, hai tháng nữa như thế nào đâu. Amen. Chúng ta, nhưng chúng ta biết một điều. Đó là hiện tại đời sống thuộc linh của chúng ta đang yêu Chúa hay là yêu đuối. Chúng ta biết điều đó. Tôi lặp lại. Chúng ta có thể biết một tháng nữa hội thánh của Chúa ở đây như thế nào. Ồ, một sự kiện không thể biết được thanh niên sẽ phát triển như thế nào. Một sư ải cũng không thể nào biết hộ thánh sẽ tổ chức ra làm sao. Rồi một sư thần cũng không biết rằng là mình sẽ làm cái gì cho công việc mà Chúa sai mình làm trong hội thánh của Chúa. Chúng ta không biết ngày mai mình sẽ như thế nào. Chúng ta không biết ngày mai mình còn sống hay không, em em. Nhưng có một điều mà mỗi một ta đang ngồi đây chúng ta biết rất rõ đó là đời sống thuộc linh của chúng ta như thế nào Chúng ta đang gần Chúa Hay là chúng ta đang đi xa xa Chúa Chúng ta yêu Chúa Hay là chúng ta yêu thế giới này Amen Tiền dân cho Chúa Chúng ta tính từng cắt Từng sen Những tiền đi shopping Thì chúng ta cà thoải mái luôn Khi nãy một sư trần Hồng Nguyên có kêu gọi đi dân hiến cho một vụ Việt Nam Nhưng tôi nói với Hội Thánh rằng Xin đừng làm điều đó Bởi vì tôi đến Mỹ không phải tôi đi tìm cái đó Tôi biết ai Chứ còn riêng tôi Ngô Tấn Sĩ Tôi đến tôi không cần điều đó Tôi chỉ muốn Chúa dùng tôi để ban lời của Đức Chúa Trời Và ai nghe Ăn năn từ bỏ Người đó được phước là hạnh phúc nhất Lớn nhất cho cuộc đời của tôi Thế cả một mục sư đã ngỏ lời điều đó Nhưng mà tôi nói với Hậu thánh xin đừng làm điều đó Xin đừng làm điều đó với tôi Vì tôi không có tấm lòng đó Tôi chỉ có tấm lòng cho Chúa Đó phục Chúa và bước đi trong sự kêu gọi của Ngài em em Và như vậy chúng ta nhìn thấy Chiều nay cái chủ đề Mà chúng ta có ở trên Bò bòi đó là Đừng khinh lờ Việc tin Chúa rất dễ anh em nhưng việc đi với Chúa là rất khó. Amen. Việc tin Chúa nó dễ lắm. Ta cầu nguyện theo bà mục sư, cầu nguyện theo ông mục sư, cầu nguyện cho người hướng dẫn mình, cầu nguyện theo và bởi đức tin chúng ta nhận Chúa bước vào cuộc đời của chính mình. Amen. Và sau đó bắt đầu đi nhà thờ. Đi nhà thờ không phải là đi theo Chúa. Có nhiều người đi nhà thờ nhưng không đi theo Chúa. Tại sao tôi nói đó? Bởi vì có nhiều đi nhà thờ nhưng không vác thập tự giá mà đi theo Chúa. Hello? Có nhiều người đi nhà thờ Nhưng vẫn nói dối Vẫn làm những chuyện rất là vùng trộm Làm những điều rất là sai trật Phải không ạ? À? Có phải không? Chúng ta chính liên đến những cái chuyện Mà tôi nghe tôi wow Quá là kinh khủng Lung bung cả lỗ tai Những tôi tới của Chúa mà dám lừa những sinh viên Đi du học ở đây uh, Tôi nói đó là một chuyện quá kinh khủng với tôi đó là một chuyện tai trời một tôi tớ của Chúa không thể nào làm được điều đó cả. Và tôi kính sợ Chúa danh Chúa đã giữ tôi không bắt phải cái bẫy của cái người đó. Không là tôi cũng giống như những sinh viên đã từng bị như vậy. Rồi con có Chúa ngày hôm nay vẫn đi nhà thờ nhưng đời sống không thật sự theo Chúa vẫn làm hôn nhân giả phải không ạ? Phải không? Sao yên lặng có vậy? Rồi gì nữa? Sống không có hồn thú. Cặp hết người này, cặp hết người kia, cặp, 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 cặp. Chúng ta không phải là con vịt mà chúng ta là con người, là tạo vật của Đức Chúa Trời. Hello? Sư điệp này nặng quá, nó một sư quá tà nặng quá. Nhưng tôi đã nói rồi, Chúa kêu gọi tôi không phải để vút ve hộ thánh của Chúa, không phải để làm chiều giảng theo sư điệp chiều lòng hộ thánh Chúa. Mà tôi giảng lời của Chúa một cách lòng ngay thẳng Đó là chúng ta không thế nào Mà tiếp tục cái đời sống đó Nếu chúng ta tiếp tục Thì chúng ta đang bị khinh lờn phải không ạ Nhưng mà khinh lờn là gì Khinh lờn là coi thường phải không ạ Amen Không tôn trọng Chúa Miệng có thể hát thánh ca Có thể chúng ta đang ở trong ca đoàn Nhưng đời sống của chúng ta Không bày tỏ sự kính sợ Chúa Right rồi gì nữa? cái lần có nghĩa là xem thường phải không ạ? Ồ chú ơi, khi năng đề thì nói Chú ơi, chú giải quyết con cái vụ này đi Con hứa với chú rồi Chú mà giải quyết nha Con hứa Con hứa Và chúng ta vô tình mang họ hứa Tôi tin rằng ở đây Ta ngồi ở đây ta đã hứa với chú rất nhiều điều Nhưng chúng ta chưa trả nợ cho chúa có đúng như vậy không và chúng ta xem thường chúa chúng ta xem thường chúa chúng ta không tôn trọng chúa em ơi rồi khinh lần là gì nữa khinh lần là coi những cái điều khuyên bảo khuyên lơn của người học việc chúa hay người lãnh đạo thuộc linh tôi dưới tôi thì có nhiều một sư trẻ nếu một kia giáo phái thì tôi được gọi là bishop đó nhưng mà tôi không phải là shop mà tôi là small shop. Một con người rất là nhỏ nhòi. Nhưng tôi vẫn có những cậu học trò. Tôi khuyên, tôi nói. Vẫn cái gì? Đâu có gì đâu bố. Đâu có gì đâu. Con thấy con bình thường mà. Oh. con thấy con bình thường. Bố thấy con vợ ở trong ban nhạc mà. Tôi nói no. Bố biết rất rõ con đang sai trật. Và anh biết trong 40 ngày kia ăn cùng nguyện của tôi. Tôi khóc cho những đứa học trò đó Và tôi nói chúa làm sao đây Bây giờ con nói nó không nghe chúa nói đúng rồi Không phải bởi lời nói Mà sửa sai cái cãi làm tôi phải không ạ Dù con nói nó Nó cũng chẳng vâng theo Bao nhiêu người ở đây chúng ta thấy rằng Chúng ta nói con mình con mình không nghe lời Ô, Vợ nói chồng chồng không nghe lời Phải không ạ Chồng nói vợ vợ không nghe lời một sư nói với con cá chúa Con cá chúa có sừng hút lại luôn Bây giờ ông ta làm làm gì đây? Và tôi nói Chúa bây giờ có làm gì đây? Chú nói đừng nói nữa con viết tờ giấy và nhật ký cầu nguyện 40 ngày của tôi vẫn còn đó năm tờ giấy được viết xuống với những câu kinh thánh khác đức tin phán tôi người đó câu thánh này người này câu thánh này và ghi những điều mà con được mặc khải từ nơi ta cho và anh biết gì một anh em rất cứng lòng khi nhận tờ giấy của tôi đang ngồi hát rất là vui mừng trong phòng. Nhưng khi nhận được tờ giấy mở ra đọc là anh em đó đã giọt xuống và chạy ra bên ngoài bắt đầu khóc lóc với Chúa rồi. Đêm buổi sáng đó là ở trong ban nhạc để đánh guitar bass. Nhưng ban nhạc đứng lên thấy người đó đứng ở dưới hỏi người đó giơ tay là gì? Không dám phục vụ Chúa vì vì đời sống không sạch rồi. Alo, Bao nhiêu người chúng ta biết rằng chúng ta đang thờ phượng đấng thánh. Ngài là Chúa tình yêu. Amen. Nhưng bên cạnh đó Ngài là đấng thánh. Ngài đang không cầm bằng tội lỗi. kẻ có tội là vô tội. Hallelujah. Ngài đang nhân từ. Đang thương xót. Nhưng Ngài là đấng thánh. Tôi trước đây cũng vậy. Tôi biết nhiều Đức Chúa Trời là đấng thánh. Tôi xin lỗi nhân từ hiền lành rồi ô thương xót hay tha thứ nhưng tôi phải cần học biết ngài là đấng thánh để tốt cho cuộc đời của tôi một con người chỉ biết đức chúa trời là tình yêu thì người đó đang lạm dụng tình yêu của đức chúa trời một người chỉ nói về ân điển mà không có đời sống kỷ luật thì người đó đang lạm dụng ân điển chúa và làm cho ân điển của ngài sai trật trên đời sống của họ em Amen. Có nhiều người nói phạm tội đi, phạm tội đi. Rồi xin lỗi Chúa là Chúa tha thứ. Và đó là hình ảnh hay là mẫu người của sự khinh lờn phải không ạ? À? Có phải không? Và trong Kinh Thánh có những câu Kinh Thánh nói như thế này. Huống chi kẻ dài đạp con Đức Chúa Trời. Coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô ế Chúng ta coi huyết của Chúa là ô ế như như thế nào? Đó là chúng ta cứ ăn ăn Chúa hoài cái tội đó Chúa ơi tha thứ cho con Chúng ta cứ nói hoài tha, Chúa ơi tha thứ cho con cái tội này Tha thứ cho con cái tội gian dâm Tha thứ cho con tội ngoại tình Tha thứ cho con cái tội ô nói dối Rồi Chúa Nhật sao cũng nói vậy Xin tha thứ cho con cái tội đó Xin tha thứ cho con cái tội này Chúa nói gì Ủa sao con cứ nói hoài cái tội này vậy Và đó là hành động chúng ta coi Huyết của Ngài Ô uế Chúa không chỉ muốn chúng ta nghe nói xưng tội ra Nhưng Chúa muốn chúng ta là người ăn năn Coi là từ bỏ tội lỗi đó Tôi nói chuyện với một vị linh mục Tôi nói, Linh mục ơi Linh mục ngồi trong cái phòng Mà phòng xưng tội đó Phòng kín đó Có bao giờ linh mục nghe một người đàn ông nói gì Cha ơi con xưng tội với cha tối hôm qua con mới đi ngoại tình với người phụ nữ khác đấy không? Đến mục nó chưa bao giờ có. Tôi mới nói là như vậy thì cái tội đó họ không được tha thì họ được cứu không? Có phải không? Có phải không? Có phải không khuyến bạn chị em? Và chúng ta nhìn thấy điều gì ở chỗ này? Lời của Chúa trong Hebrew nói tiếp lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn. Đây là cái câu dành cho những người hầu về Chúa. Có những người, người người hầu Chúa ngày hôm nay trong cái thời buổi này đó là ban xin lỗi buông thần bản thánh phải không ạ? Đôi khi người ta dùng cái ơn mà Chúa ban cho mình để quyên tiền cho mình và đó là khinh lơn đức thánh linh ban ơn em, em Có nhiều người lạm dụng cái sự sức giàu Chúa sức cho mình để kiếm tiền cho mục vụ của mình. Và đó là khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn Một con người được kêu gọi hầu vị Chúa Trời Mà không thật sự hầu vị Chúa bằng cả tấm lòng của chính mình Bằng sự hy sinh, bằng sự tận hiến Dù có chết cũng không quay lưng lại với sự kêu gọi đó đó mới là người tôi tớ trung kiên của Chúa. Amen. Và chúng ta nhìn thấy Tại sao lâu lâu chúng ta nghe một cái scandal ở trong giáo hội? Lâu lâu chúng ta nghe người này, người kia bị lầm lỗi này, bị lầm lỗi khác. Tôi không có ý là nói không tốt về các người hầu vị Chúa hay là bạn đồng lao của tôi. Nhưng tôi hiểu được một điều. Đó là khi họ bắt đầu coi thường Đức Thánh Linh đáng ban ơn cho họ. Có nhiều người lạm dụng ân tứ. Chúa ban cho mình ân tứ nó tri thức. Bằng tới cho mình nói lời tiên tri và bắt đầu mình làm dụng cái điều đó mà nói gì đức thánh linh phán cho tôi nói điều này và bắt họ phải nghe chúng ta cho phải nghe chúa đó là lạm dụng đức thánh linh ban ơn thì cái thánh chúa nói gì thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao vì cái đó chúng ta thấy chúa Yêu Sư nói gì ngày đến sẽ có những cái nói với ta rằng lại chúa tôi đã từng nhân danh chúa nói tiên tri lại Chúa, tôi đã từng nghe Chúa đuổi quỷ. Lại Chúa, con đã từng nghe Chúa làm phép lạ. Nhưng Chúa nói gì? Hỡi đại tớ gian ác, ta không biết người bao giờ. Tôi nói điều này, tôi đang nói cho chính mình tôi nữa. Một ngày kia tôi nói với Chúa, Chúa à con không muốn ngày đến con học với Chúa bao nhiêu năm mà Chúa nói ta không biết con. Có là ngài xa lạ với chúng ta đúng không ạ? Mà trong khi đó mình nhân danh Chúa, mình đuổi quỷ, mình làm phép lạ, mình vận hành ân tứ, mình có thể wow, phục vụ Chúa. Ai nhìn thấy bên ngoài cũng thấy wow, người có tấm lòng, người yêu bên Chúa. Nhưng Chúa biết rõ tôi, hết thải quý ông bà anh chị em hơn bao giờ hết. Và chủ đề đó là đừng khinh lợn đừng coi thường lời của Chúa chị hôm nay nữa, Amen. Lời của Chúa vẫn vang vọng trong bảy hộ thánh trong cõi tiểu á. Cái câu cuối cùng là gì? Ai có tai hãy nghe lời Đức thánh linh phán cùng các hội thánh. Một hội thánh mà Chúa nói rằng nơi người đang ở là ngôi của quỷ Satan. Wow. Chúa nói là nơi của người đang ở đó là có những người ở trong hội của quỷ Satan. Một hội thánh mà Chúa nói gì? Ồ ngươi sốt sắng Ngươi nhiệt huyết Nhưng ta cũng biết ngươi đã đánh mất tình yêu ban đầu Phải không ạ? À? Và Chúa nói Kết lại bảy bức thư đó Chúa đều có một cái câu nói chung Một điệp khúc chung Cho bảy cái viên khúc đó Đó là ai có tai Hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các khối thánh Mà anh biết là Đức Thánh Linh phán là những lời mà chúng ta nghe người ta nổ lô ta đúng không ạ đúng không hồi thánh lao đi xe thì chú nói gì ngươi nói ngươi giàu có ôi ngươi giàu có rồi ngươi không cầm chi nữa họ rất là tự hào họ giàu có phải không ạ có thể giàu có về vật chất có thể giàu có về vàng về của cải đời này họ có thể giàu có về kiến thức nhưng chú muốn họ giàu có về sự hiện diện của ngài và ngày mai đôi khi chúng ta rất là nghèo về sự diện của Chúa trong cuộc đời của chính mình em em chúng ta sẽ giàu có về kiến thức chúng ta sẽ giàu có về sự hiểu biết chúng ta sẽ giàu có về của cải vật chất nhưng dễ lắm chúng ta bị rớt vào cái chỗ đó là chúng ta nghèo và Chúa nói tiếp với thánh lao đi xe rằng ngươi không biết mình nghèo khổ khốn khổ đuôi mù và lọa lừa hữu thánh của Chúa đừng khinh lờn Chúa nữa. Trong khi tôi soạn bài này, Chúa cho tôi rất nhiều ví dụ trong kinh thánh. Ê sau là một gương của sự khinh lờn phải không ạ? Ông là người con trai trưởng, ông có quyền trưởng nam phải không? Amen. Amen. Và đây là người lãnh đạo. Đây là chức vụ của những người hầu vị được Chúa Trời. Đây là trưởng tổ ban truyền giáo, đó là người cha trong gia đình Đây là người mẹ trong gia đình Đôi khi chúng ta coi thương Cái quyền của người làm cha làm mẹ Để dạy con cái của mình đúng không ạ Chúng ta là người Việt Nam Chúng ta sống tại Mỹ Nhưng để, để cái văn hóa tự do này Làm con cái của chúng ta nó hư Vì cỡ chúng ta không dạy chúng nó Theo đường lối của Đức Chúa Trời Cho tôi, tôi nghe chữ Amen Đừng, đừng, bắt theo tập tục của nước Mỹ này. Đừng để cái văn hóa nước Mỹ này đó là con 18 tuổi là cha mẹ không được quyền góp ý nó cái gì cả. Nó muốn ra ngoài nó sống kiểu gì, sống muốn đem bạn gái về sống là sống. Cha mẹ không được quyền phải không ạ? Và chúng ta không được. Ê sau đã coi thường cái quyền làm con trai trưởng và ông đã bán cái quyền đó cho cho Jacob. Một viên kim cương 50 cara phải không cô Thu? Hay là 380 ly trà sữa Đinh Tì? Chỉ bằng một tô canh phản đậu thôi. Một tô canh bí đỏ thôi. Tại sao vậy? Lúc đó em sao đói đúng không ạ? Ngày nay đôi khi cái quyền chúng ta là người hầu vị Để Chúa Trời, chúng ta là cha là mẹ, chúng ta đói. Đói gì? Đói tiền phải không ạ? À? chúng ta cứ lo vào tìm tiền tìm tiền tìm tiền tìm tiền rồi tìm, tìm xe cộ xe đời mới ở cái nhà sang trọng hơn ô oh, xe điện thoại đắt giá hơn Wow. và chúng ta bán cái quyền trưởng nam uy quyền của làm cha làm mẹ cho ma quỷ và con cái của chúng ta bị ma quỷ bắt lấy và giết chúng nó một cách rất đau đớn Ví dụ thứ nhì Mấy ngựa ở đây biết Samson Wow Ông là người được kêu gọi Từ trong bụng mẹ Ông được biệt riêng ra Đầu tóc ông không được cạo Kéo không được cắt tóc của ông như tôi ngày hôm qua Tóc ông dài Ông là dòng dõi Lê Vy, là người biệt riêng ra cho Chúa Chúa cho ông ra đời để làm gì? Để làm quan sát, giải cứu dân sinh ra khỏi cái sự bất hại của dân Philippines đúng không ạ? Chúa cho ta ra đời để chúng ta thắng quyền lực của dân Philippines đó là tội lỗi ma quỷ phải không? Nhưng hãy nhìn vào cuộc đời Samson. Ông vừa lớn lên bước vào chức vụ. Ông xuống xứ Philippines. Ông vừa xuống để ông đi quan sát xứ gió. Ông về nói ba mẹ gì? Ba mẹ cưới cái người con gái đó vì người con gái đẹp mắt con cho đâu phải đẹp mắt Chúa. Chúng ta đã bắt đầu nha, bắt đầu. Bắt đầu Samson bắt đầu có điểm yếu về tình cảm phải không ạ à? sau đó cái mối tình đó bị gãy đổ và điều khủng khiếp hơn đó là bắt đầu ông lăn la đến với những cô gái điếm phải không ạ à? đó là khủng khiếp nhất của một người hậu vị chúa trời chúng ta hiểu nghĩa bóng không chúng ta có thể bị gãy đổ về phương diện hôn nhân chẳng hạn có thể chúng ta chưa ly dị nhưng hai vợ chồng ban đêm nằm ngủ đấu lưng lại với nhau rồi. Và tư tưởng ta đầy ấp tư tưởng ngoại tình. Đó là chúng ta bắt đầu lăn la đến với gai điếm đó, phải không ạ? À? Amen. Và bắt đầu mắt của chúng ta nhìn những chàng trai ở thế gian. Wow, mặt đẹp quá. Đi xe, thể thao. Ô, oh, thấy vợ bình chán quá, nhất là có con. Gần vợ không còn thơm nữa, mà nghe tánh mùi sữa con quá. Mặc áo quần như một ô sin vậy đó và bắt đầu đi ra ngoài thấy cô gái đó bắt đầu bắt đầu tư tưởng của chúng ta lăng la đó là gái điểm đó các anh em rồi chúng ta để ý ông rất là khinh lờn chúa chúng ta nhớ không nhớ có chuyện đó không ồ ông nói với những người phụ nữ ông đến gần họ hãy trói ông bằng cái dây gai đúng không ạ em ạ ồ ông nói với họ kia họ nói gì anh ơi anh yêu ơi hôm nay ơi chúng nó đến kìa làm thế giúp ông gông một cái tất cả anh chị đức đức hết và ông thoát phải không ạ em ơi em lần thứ nhì ông cũng như vậy ông đấy một cô gái khác ồ và ông cũng nói hãy lấy dây trói anh lại đi mà ông không ngờ những cô gái đó là những tai sai của ma quỷ quân thù nghịch đúng không ạ? Tất cả sự cám dỗ đời này đó là cái miếng mồi của ma quỷ để nhử tôi và quyên ban trẻ em. Nhiều cách tiền bạc, tiền, tình, đủ thứ mọi điều vật chất của cái. Đó là miếng mồi mà từ trước đến ngày hôm nay ma quỷ không thay đổi miếng mồi đó. Vẫn là miếng mồi đó thôi. Và Samson người thứ gì? Trói lại và người bạn gái của ông, người mà ông yêu, người mà ông ăn ngủ với họ. Nói gì anh ơi, cái thu kịch đến ông dạy ông gong phát phụ tất cả dạy được hết. Nhưng đến Dalila phải không ạ? Có phải không? Ông thổ lộ hết luôn. Ta thì nguyện, nguyện không? Ông thổ lộ sức mạnh của ông từ đầu tóc đúng không ạ? Wow! Khinh lờn khinh lần Chúa giải cứu một lần hai lần phải không ạ? À? Nhưng không chịu ăn năn nhưng vẫn khinh lần. Cái điều mà nó rất là nguy hiểm đó gì chúng ta phạm tội mà không ai thấy. Chưa ai phát hiện lần thứ nhất và lần thứ hai chúng ta cũng như vậy chúng ta cảm thấy rất là êm phải không ạ? À? Cái điều mà ma quỷ nó thích đó là khi ta phạm tội không ai phát hiện cả. Và ta cảm thấy nó ngọt ngào. Bánh ăn vụng lấy làm ngon thai. Trong ngôn là Chúa nói mà. Chúng ta bắt đầu vùng trộm. Uh, và chúng ta bắt đầu bị nó. Bắt đầu câu tiếp tục những cái mồi khác. Và chúng ta bắt đầu nói thật với nó. em Anh ơi. Chồng của em chán lắm. mà chúng ta đem cái chuyện đó. Chúng ta kể cho một người đàn ông khác. Mà người đàn ông không phải là chồng của chúng ta. Thì tôi nói anh em như là Samson. Nó sức mạnh của chúng ta. Ở đầu tóc phải không ạ? À? Và 100 người đàn ông. 100 người phụ nữ. Như cái nội dung tôi kể. Cả một trăm người đều rất giữ chuyện tình cảm hết. Không ai có thể đậu được đâu. Bởi vì chúng ta đã kinh lờn với Chúa rồi. Và ông đã bị cắt tóc. Và ông cũng nói lấy giày cho ông lại đúng không ạ? Và tôi nghĩ, Samson nghĩ rằng lần này mình tóc cắt nhưng mình vẫn còn quyền năng phải không ạ? Phải không? Và như bao nhiêu lần trước, Ồ, oh, một cô gái rất là đẹp. Nalila tiếng Hebrew có là bốc lửa. Bốc lửa. À, nhìn cái sắc thịt là bốc lửa. Và nói anh ơi, chúng nó đến kìa. Samson cũng trỗi dậy như bao nhiêu lần trước. Nhưng ông gồng và chẳng có một giây nào đứt nữa cả. Ê sai đoạn 28 cao mai nói gì? Đừng khinh lần nữa e à, dây trói cột chặt các người chăng chúng ta thấy rõ ràng Samson đã kinh lờn amen và dây trói của tình dục nó cột chặt ông và chặt 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 siết chặt siết chặt và cuối cùng cuộc đời ông bị móc mắt và ông chết trong sự thảm thương chúng ta muốn kết thúc giống như Samson không Bao nhiêu người muốn kết thúc giống như Samson Tôi nói chỗ này tôi cũng chẳng dơ tay nữa Bởi vì tôi không muốn mắt của tôi bị mù Amen Tôi không muốn Cuộc đời của tôi như Samson Để tôi không muốn Tôi phải giải quyết vấn đề là không khinh lờn Chúa Amen Và trong tân ước Ai ạ? Judah Cario Là một trong 12 sứ đồ đúng không ạ? Amen. Chú bảo gì khi đi đừng đem theo túi tiền. Nhưng trong kinh thánh kỹ thuật rằng trong lưng quần của Judah lúc nào cũng có cái túi tiền ở đây. Có nhiều người giải kinh là Judah làm thủ quỷ cho đoàn truyền giáo của Chúa Cứu Thế Giêsu. Tôi nghe cái giải kinh kiểu đó là kinh hại chứ không phải là giải kinh. Tôi tin rằng không bao giờ Judah là thủ quỷ cho đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu hết. Nhưng lòng ông tham Chú bảo là khi đi không đeo thêm túi tiền phải không Nhưng ông vẫn lén lút Ông khinh lờn mà Ông khinh lờn cái mạng lệnh của chúa đúng không ạ à? Ông cứ bỏ trong này Ông cứ lật trong lưng quần của ông Và vì cứ ông khinh lờn nhiều lần lắm Ông thấy người xin lỗi Mary Đập cái chai dầu cam tòng sức cho chúa Ông đi xài sao phí của vậy Đưa ra cho mình Mình ra ngoài mình bán Để mình tổ chức từ thiện mình tổ chức thánh kinh mùa hè ừ. rồi mình quyên tiền rồi mình ô mình đi truyền giáo nói thì nghe hay lắm nhưng lòng của ông đang đang khinh lờn chúa tôi có một kinh nghiệm đó là khi tôi nghe ai mà nói hay á tôi sợ lắm tôi sợ những người nói hay vì đó là khẩu tài của họ và ở tại việt nam thì chúng tôi nói rằng là có nhiều người sống bằng cái miệng của họ họ nói sao người ta cứ móc tiền người ta đưa họ mà và vì cái điều đó mà họ bị thất bại wow judah karo ông đã khinh lờn mạng lệnh của Chúa rất nhiều lần đúng không ạ? Chúa nói gì? Hãy để người đó làm việc đó vì người đó sức xác ta trước khi cho ông, đúng không ạ? Còn các ngươi, còn các ngươi thì lúc nào cũng có kẻ nghèo ở bên cạnh mình. Không làm lần này, làm lần khác cũng được mà. Còn ta, ít ngày nữa sẽ bị chết rồi. Hallelujah! Anh em, chiều hôm nay, hãy nhớ đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta được thanh linh thăm viếng. Hallelujah, đừng đừng khinh lờ Đức Thư Linh đang ở đây nữa đừng khinh lờ sự sức trong của chúa đừng khinh lờn sự diện của chúa và đừng khinh lờ những điều chúa đã biết trong đời sống riêng tư của chúng ta rồi Amen Ê, dây trói cột chặt các anh chị em chăng và cuối cùng dây trói đã cột chặt cuộc đời của you bằng cái gì ạ à? bằng cách đó là đến cái chỗ thông lòng đúng không Đúng không? Và thực sự nó siết chặt ông và cướp linh hồn của Judah Iscariot. Chúa bó tay. Chúa không làm gì được cả. Chiều nay cũng vậy. Quý bạn cho em yêu dấu. Ngày mai tôi tạm rời hội thánh của Chúa. Chúa nói với tôi rằng con hãy giảng sự điệp này. Vì Chú nói với tôi nếu Con dám dặn Và những người dám tin lời con dặn Chiều hôm nay bởi sự sức giàu của ta trên con Họ ăn năn Họ không kinh lời lờ ta nữa Thì dây trói sẽ được mở ra Khỏi đời sống của họ Amen Sự ăn năn Sự ăn năn quyết định từ bỏ tội lỗi Dù là trong tư tưởng Lời nói, việc làm Hãy từ bỏ ăn năn điều đó thì đó là quyền năng duy nhất Để mở dây trói của tôi và anh em ra khỏi Cái quyền lực của ma quỷ em ạ, Đừng khinh lơn nữa Amen. Tôi có những câu học trò Tôi biết bắt đầu yêu đương Thì cảm xúc ghê lắm Và tìm cách cách này cách kia Để mà nói dối tôi Rồi trung tâm nhưng mà tôi biết rời là chỉ để có thời gian gần cái người mình yêu thôi. Và cuối cùng tôi nói trước. Tôi nói lời của Chúa nói gì cái nào thường bị của trách mà lại cứng cổ mình sẽ xa vào tai họa tình linh không phương cứu chữa. Anh biết rằng Chúa đặt tiên tri Jeremy ở giữa một dân sự cứng đầu phải không ạ? À? Đến nỗi Jeremy tráng các ngươi là bằng sắt, gái các ngươi bằng đồng cứng quá chú nói gì hãy đến cùng ta thì cái cổ mình nó cứng nhưng mà một cuộc điện thoại nói ngày đi có rảnh không rảnh có gì không đi shopping ô oh, đi à cổ hết cứng cổ hết cứng ô oh, rủ mình có làm cái này không có làm chuyện này có tiền này được hai ba chục ngàn đô này mình đang ở trong cái trụng thiếu thôn Chuyện gì vậy Và nói ra mình biết cái chuyện đó chuyện phi pháp Chuyện nó dùng đến Đụng đến pháp luật đời này Và đụng đến luật pháp của nước Đức Chúa Trời nữa Amen Nhưng chúng ta vẫn chấp nhận Chúng ta làm cái đó Và đó là sự kinh lần chúa Điều thứ hai Mà tôi chia sẻ cho hội thánh Đó là hãy cảm biết Chính tấm lòng mình chiều hôm nay Chúng ta dựa đến Jeremy Đoạn 8 Câu số 7 là của Chúa nói gì ở chỗ này mà khi nãy mục sư quản nhiệm Trần Hùng Yên đã đọc giúp cho chúng ta trong Jeremy. Đoạn 8 câu số 7. Chim hạt giữa khoảng không tự biết các mùa đã định cho nó. Anh em thấy không ạ? À? Chú nói chim hạt giữa khoảng không. Nó tự biết, nó cảm biết được cái mùa nào cho cuộc đời của nó. Amen. Rồi chúng ta thích gì nữa? Chim cu, chim yến, Chim nhàng giữ kỳ dời Chỗ ở có là gì? Di cư phải không ạ? Ở tại Mỹ thì chúng ta thấy Có những cái đợt di cư Của ngõng phải không ạ? Ngõng trời phải không ạ? Đó là từ Canada Lạnh quá Quá lạnh Và nó không thể nào sống ở đó được Nó phải di cư Bay về Mỹ Đến vùng này ấm hơn Để tồn tại Để sống Amen Và khi tôi suy gẫm điều mà chú nói Chú nói câu cuối cùng là gì? Nhưng dân ta không hiểu biết luật pháp của ta đúng không ạ? Hãy để ý điều đó. Chúa đêm công vật và Chúa so sánh với tạo vật của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta thấy mình thua con chim trời. Đôi khi chúng ta thấy mình thua con nhạn những loài chim di cư. Chúa vẫn cho nó đôi cánh. Amen. Nhưng nếu một con ngỗng trời ở tại vùng Canada đang thở tiết lạnh tuyết rơi dày đặc tặng bằng và nói gì không sao mình có đôi cánh mà mình muốn bay giờ nào mình bay đúng không đúng không ạ à? và cả đàn bay đi rồi nhưng nó vẫn nhẫn nhớ ở đó ờ mình có đôi cánh mà mình có đôi chi mà phải không ạ à? à sáng ra đập cánh nhưng nó không ngờ một ngày nó chết ở tại đó Chúng ta hiểu điều này không? Con chim mà còn cảm biết được cái mùa, mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Chúng ta có cảm biết một điều không? Nếu không ăn năn tội lỗi. Nếu không xin Chúa tha thứ chúng ta. Nếu không để Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi cái điều mà chúng ta đang khinh lần Chúa đó. Chúng ta biết mình sẽ chết và linh hồn ta ở hỏa ngục không? Bao nhiêu người cảm biết điều này? Đừng nói gì. Ồ, oh, tiếng càng thứ nhất chưa thổi lên mà nhiều người rủ rê với nhau cái gì mình cứ chơi ăn chơi trác tán đi mình cứ quen biết nhau trác tán đi lấy chồng làm gì cho nó tội mình cứ cặp hết người này người kia mình cứ sống như vậy đi à, để vui thích cái xác thịt này rồi cho đến ngày mà tiếng càng thứ nhất bắt đầu thổi rồi lúc đó ăn năn cũng được liệu chúng ta sống đến cái tiếng càng đó không hai ngày mai chết mất rồi Ngài nói con cái của Chúa ý y Con cái của Chúa chủ quan Con cái của Chúa cực kỳ khinh lờn Với lời của Đức Chúa Trời Anh em amen điều này không? Chúng ta quá khinh lờn Mình biết nó sai mười mươi đó Nhưng mà nói gì? Chúa tha thứ mà Chúa tha thứ mà Chúa ân điển mà Chúa nhân từ mà Nhưng mà quên mắt là Chúa là đấng thánh Ngài không cầm bằng kẻ có tội là vô tội Hallelujah Đứa con trai hoang đàn Nó từ chuồng heo nó trở về Nó đâu đứng trước cửa nhà nó gì Cha ơi đây đi I love you Mở cửa cho con ba ơi Người cha nó nói gì Ủa ai vậy Ba nhìn không con không ra Ba mở cửa cho con ra vào Con là con của ba Ba phải mở cửa cho con vào Có phải như vậy không Không Đứa con trai đứng Trước cửa trong vòng tay của người cha và nó phải nói lên một điều vòng tay nó tình yêu đúng không ạ? À? Amen vòng tay của người cha nó là sự nhân từ của chúa đúng không ạ à? những đứa con phải thốt lên rằng cha ơi con đã phạm tội với trời và với cha con không đáng làm con của cha nữa đứa con đã đủ sự hạ mình và không dám khinh lờn nữa Amen vì nó đã quá ngắn ngậm cái chuồng heo rồi quý bạn chị anh chị em yêu dấu của tôi. Chúa dùng chim hạt Chúa dùng chim cô gái, Chúa dùng chim yến, Chúa dùng <laughs> chim nhạn để cho chúng ta biết rằng nó cảm biết được mùa cho cuộc đời của nó, để nó thoát ra khỏi những cái mùa rất là khắc nghiệt để nó giữ sự sống của nó. Amen. Nhưng dân ta thì chẳng biết luật pháp của Đức Chúa và Chúng ta giỏi luật pháp nước Mỹ là điều tốt Nhưng điều tốt hơn Đó là chúng ta phải giỏi luật pháp Của nước Đức Chúa Trời Còn không Chúng ta sẽ bị hủy diệt Quyên ban chị em Phải ta nhìn thấy Một hội thánh trong khải huyền Đó là hội thánh Laodice Đoạn 3 câu 15 đến câu 17 tôi xin đọc Ta biết công việc của người Người không lạnh cũng không nóng Chúng ta thấy gì không không lạnh không nóng là Cái người đó không biết họ đang nóng đang lạnh Không biết là vô cảm phải không ạ Amen Không còn cảm biết cái đời sống thuộc linh của mình Đang mạnh hay đang xuống dốc Amen Và chú nói gì nữa Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay Họ không cảm nhận được Chiều nay tôi nhân danh Chúa Su Và nói với hội thánh của Chúa rằng Hãy cảm biết rằng tình trạng thuộc linh của mình đang ở mức độ nào. Nếu ta yêu đuối Hà Nội Chúa Con yêu đuối được Xong con rồi Chúa Khốn nạn cho cuộc đời của con rồi Nếu mình mạnh mẽ nói, nói gì Con đang yêu Chúa Con đang gần gũi Chúa em Nhưng mà mình nói mình hâm hẫm là có gì Nửa chùa Nửa chúa Nửa đạo Nửa đời Đó là hâm hẫm Hả Yêu Chúa Và vẫn yêu thế gian Đó là hâm hẫm Và Chúa nói gì Nếu hâm hẫm Chúa nhã chúng ta ăn tô bún bò chị Hoa anh Tài bán mà nó bị thiêu xin lỗi không thật nhé và tôi tin rằng không ai có thể nuốt được cái đồ ăn thiêu để chống đói cả dù đó là một người đói cỡ nào đi nữa họ cũng sẵn sàng nhả nó ra vì họ biết rằng ăn vô sẽ không tốt cho sức khỏe của họ đúng không khi Chúa nhả tôi và anh em ra có nghĩa là Chúa không còn sử dụng chúng ta nữa thì đó là hồi kết của chúng ta rồi đó tiếng Anh gọi là the end. Xong. À, còn nói thì theo ngôn ngữ của uh, computer gọi là finish, gọi là xong. Anh em ơi, đừng để những điều mà chú báo trước. Lời của chú chiều đã như tiên tri. Hallelujah. Đừng khinh lờn chúa. Tôi không biết anh em đang sống như thế nào. Nhưng Chúa Thánh bảo tôi Hãy giảng sứ điệp này cho Hồ Thánh Hãy giảng con Đừng ngậm miệng lại con Hãy giảng Vì ta dùng con để tỉnh thức Hồ Thánh của Chúa Và Chúa nói gì Hồ Thánh lao đi xe nữa Câu 17 vả ngươi nói Ta giàu, ta nên giàu có rồi Không cần chi nữa Xong ngươi không biết rằng Mình khổ sở, khốn khó Nghèo ngặt Đuôi mù và lõa lồ anh em ạ, à, tôi thấy con cái Chúa giàu về vật chất, tôi mừng lắm. À, tôi rất là mừng bởi vì đa số của chúng ta từ cái chỗ nghèo đi lên, amen. Từ từ Việt Nam <laughs> qua Mỹ vì lý do nào đó hoặc được bảo lãnh đoàn tụ, chúng ta đều đến một cái đất nước mà chúng ta khởi nghiệp đầy khó khăn. Lúc ấy tiếng tiếng Anh, tiếng U chúng ta không biết phải không ạ? Ồ, công ăn việc làm cũng trở nên khó khăn và bằng cái tấm lòng của chúng ta oh, yêu mến Chúa, trung tín với Chúa và những ước mơ Chúa đặt để trong lòng của mình mình cầu nguyện, Chúa cho mình có những cái business, Chúa cho chúng ta có những cái việc làm và sự thịnh vượng vật chất bắt đầu đến. Amen. Tôi mừng. Nhưng bên cạnh cái mừng đó, tôi canh cánh lo âu. Vì ma quỷ thường đến cái lúc chúng ta giàu có. Lúc mà tiền đầy dẫy Lúc mà chúng ta sẵn sàng ký những cái chết Mà trước đây mười mấy năm về trước không bao giờ chúng ta ký được Chúng ta sẵn sàng ký có thể mấy chục ngàn đô Có thể một trăm ngàn đô mà chúng ta không sợ Chúng ta thịnh vượng Nhưng tôi nói vì cớ hộ thánh Lai hào ở đây như là nhà của tôi Tôi không giảng để lấy tiếng tâm cho chính mình Nhưng tôi là người của Đức Chúa Trời Tôi phải giảng theo lòng của Chúa Chúa bảo tôi hãy giống hồi chung này lên con Giật cái hồi chung này lên Hồ Thánh Lao Đi Xê là hồ Thánh giàu có về vật chất phải không á Đến mức độ nó gì? Tôi không cần chi nữa Và họ đẩy Chúa ra khỏi hội thánh phải không ạ Cho nên Chúa nói gì này ta đứng ngoài cửa mà gõ Hội thánh là Chúa phải ở trong chứ Amen Nhưng tại sao Chúa ở ngoài vậy Bởi vì hội thánh đã đẩy họ ra đó rồi đại xin lỗi đẩy Chúa ra khỏi hội thánh rồi Bởi vì họ giàu có rồi Ồ họ thấy tòa nhà nhóm lại Máy lạnh Ô màn hình chiếu Đủ tất cả các thiện nghi Và điều tôi nói lại một lần nữa Tôi rất lo Khi tôi nhìn thấy chúng ta được thịnh vượng về vật chất Và tôi suy gẫm rằng tại sao Chúa nói rằng Có ăn, có mặc là đủ rồi nhưng không có nghĩa là Chúa không chúc phước ta thịnh vượng đâu. Chúa muốn ta thịnh vượng để gì? Để chúng ta là người được phước và trở thành nguồn phước cho nhiều con người khác nhau. Nhưng điều tôi vẫn nhân danh Chúa Giêsu và nói rằng hãy cẩn thận vì ma quỷ thường thường đến cái chỗ con người bắt đầu thành đạt. Chúng ta biết cái câu chuyện của cặp vợ chồng Vũ à, và Thảo là giám đốc cà phê Trung Nguyên tại Việt Nam không? Bao nhiêu người biết câu chuyện đó? Đó, chúng ta thấy không ạ? Ô, ông cũng ngồi thiền 49 ngày. Ông xuống là dẫn nhau ra tòa để ly dị. <laughs> chúng ta thấy đã không? Ờ à, Ông thiền, ông kiên ăn nó 49 ngày Hơn cả chúa nữa Ông xuống, ông dẫn vợ ông ra tòa lý gì Và ông nói một câu Tiền nhiều để làm gì Một người thế gian mà họ nói một câu như vậy Tiền nhiều để làm gì Để rồi dẫn nhau ra tòa lý gì Dẫn nhau ra tòa để mà nói xấu lẫn nhau Vợ nó xấu chồng, chồng nó xấu vợ Và con ngồi ở giữa lãnh đủ hết Báo chí viết đầy hết ở Thánh. Chúng ta cần có tiền Đời sống của, của chúng ta cần có tài chánh Bởi vì chúng ta sống ở trên thế gian này Amen Hallelujah Amen Chúng ta cần có tài chánh Nhưng tài chánh chúng ta Hãy nhớ rằng đến từ Chúa Đến từ sự chúc phước của Chúa Trên business của chúng ta Amen Và hãy kính sợ Chúa Giữ tấm lòng mình để yêu mến Chúa Và đừng bao giờ Nói với Chúa rằng nhờ sức của con á, nhờ tài giỏi của con mà bây giờ con cắn tay mà bây giờ con được như vậy đó, chết tất quyên bàn cho em, chết, tôi được biết có nhiều, tôi thết của Chúa chơi stock, trót... stock, chơi stock, hoặc chơi cổ phiếu Họ nói với tôi rằng đó đâu phải là tội lỗi, tôi chỉ hỏi đúng một sư nó một câu, nếu ngày mai chủ nhật một sư giảng và chiều ngày thứ bảy cái cổ phiếu của một sư nó tụt giá thì ngày mai một sư sẽ đủ can đảm để giảng không người đó ngồi tôi đã biết có câu trả lời rồi đối với tôi đó là cờ bạc Bitcoin cũng vậy đó là hình thức của cờ bạc chúa chúng muốn ta xài đồ thật chứ đừng có xài đồ giả ai mẹ? tiền cũng chơi đồ tiền giả nữa thấy mà có nhiều người chạy theo, có một đứa à, thanh niên à, thuộc CC trước đây của một sư Nguyễn Ngọc Mẫn ở tại Sài Gòn thấy tôi làm công việc của trung tâm miền Trung và nói Một sư ơi, con có biết cặp vợ chồng này này rất được ơn, rất giỏi tiếng Anh và là nguồn phước cho rất nhiều mục sư tại miền Trung. Tôi nói được phước là sao và nguồn phước là sao? Nó nói ô chúc phước cho tôi các tôi tới chúa tại miền trung nhiều lắm cho nên con nghĩ rằng một sư đang làm công việc tại miền trung hãy làm quen với họ để hạnh phước tôi nói cho một sư biết thông tin của cặp vợ chồng đó thì khi gửi đến thông tin tôi tôi đọc tôi thấy hàng giữ chứ đó là họ là member của bitcoin tôi nói với thanh niên tôi nói con hãy nghe cái lời này nè trước khi nghe một sư nói hãy ngoái lỗ tai cho nó ra hết giấy tai đi một sư nói cái lời này đừng bao giờ dẫn cặp vợ chồng lên gặp một sư tại trung tâm giải cứu nha một sự không tiếp những người chơi Bitcoin. Tôi không biết anh em như thế nào. Còn đối với tôi là vậy đó. Đó là sự ngay thẳng của Chúa ở trong tôi. Tôi không nhận số tiền. Mà tôi biết rằng đó không phải đến từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Anh em ơi. Chúng ta đừng khinh lờn Chúa nữa. Và điều thứ ba cũng là điều cuối cùng. Hậu quả của sức kinh lờ. Đó là gì? Dây trói phải không ạ? Nó càng buộc chặt chúng ta hơn. Ban đầu nó mới nó mới khoanh một vòng phải không? Chúng ta khinh lờ, chúng ta tiếp tục phạm tội, nó khoanh thêm một vòng nữa. Chúng ta không chỉ ăn năn, ta tiếp tục phạm tội, nó khoanh thêm một vòng nữa. Amen. Amen. Và cuối cùng coi chừng như Judas Iscariot. Cuối chừng coi Coi chừng một con người đầy quyền năng của Chúa phải sai cối phải không ạ? Mà cặp mắt bị móc rồi. Đau đớn không anh em? Tôi coi bức tranh người họa sĩ vẽ về cuộc đời sống trong những ngày cuối. Wow! Hóc mắt không còn mắt nữa. Và máu nó đổ ra từ hai hóc mắt và ông phải nai cái thân thể của ông để ông kéo cối cối sắt nó mà có cố, cố sắt đó là nó nặng kinh khủng lắm không có một ai có thể làm được điều đó và ông phải làm ông trở nên một từ một đầy tớ đầy dẫy sức dầu đầy dẫy quyền năng của Đức Chúa trời trở nên nô lệ cho cái ách của cái cối lời của Chúa nói với chúng ta rằng Đức Thánh Linh phán rằng ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Tiếng Đức Thánh Linh đã phán chiều hôm nay. Amen. Tôi không biết anh em đang sai trật với Chúa ở cái lãnh vực gì tôi không biết. Đức Thánh Linh đang ở trong tôi, đang ở đây biết rất rõ. Và Ngài sai tôi đem lời của Ngài để nói ra. Và Ngài bảo rằng đừng cứng lòng. Chúng ta có thể hiện tại, chúng ta không cảm nhận được sự bất an hay là tai họa đang rình rập chúng ta, Amen? Nhưng mà tai họa thình lình vụt đến đúng không? Chúa không có dùng cái từ là tai họa được báo vào tin nhắn của chúng ta, không có. Nhưng cái thánh chú nói tai họa thình linh và chúng ta không kịp trở tay, Amen? Chúng ta không kịp trở ức tay chỉ bằng chiều hôm nay đức thế linh phán đừng khinh lờ đừng xem nhẹ lời của ta cậy tôi tớ của ta dặn cho các con chiều hôm nay đừng xem khinh những lời giảng dạy của tô tớ ta đừng coi thường đừng xem nhẹ những điều mà người khác vì cơ yêu mà của ức trách hallelujah Hallelujah Vì cứ yêu mà Chúa quỡ trách Chứ không phải Chúa ghét chúng ta Chúa yêu ai Thì Chúa sửa phạt nấy Như người cha sửa phạt con của mình Tôi có hai câu học trò Làm ví dụ cho sự khinh lờn Và một cậu thì sự vâng lời Chúa Hai người bị HIV hết HIV hết và hai cậu này cùng một tên đó là tên trí à, và tôi còn nhớ đêm hôm đó trời sáng trăng chúng tôi nhóm chung của trung tâm xong thì một trong hai cậu nói gì thầy ơi tụi con muốn nói chuyện với thầy và tôi nói được thế là chúng tôi ra một cái nơi vắng à, dưới bãi cỏ ngồi nói chuyện với nhau và họ vô họ đề ba ngay lập tức đó là tụi con bị bệnh thế kỷ một căn bệnh mà con người gớm ghét Không ai chấp nhận con cả Cho nên tụi con yêu cầu thầy Ngày mai cho tụi con về Tôi nói Mấy con mới vào có được 10 ngày Mấy tụi con xin về rồi tụi con phạm tội lại sao Nói không Thà tụi con chết trong sự sung sướng Đê mê của ma túy Còn hơn là tụi con chết Vì cớ bệnh tật thầy ạ à. Và thế là cái tấm lòng của Chúa Bắt đầu vận hành trên tôi Tôi bắt đầu vừa nói chuyện mà lòng của tôi, linh của tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng tiếng lạ. Và tôi đấu tranh, anh biết mấy giờ sáng, đó là 9 giờ rưỡi tối nha. Mà tôi nói chuyện xong cái buổi tối hôm đó là 3 giờ rưỡi sáng. Rất nhiều tiếng đồng hồ đêm đó. Tôi không bao giờ quên, đó là đối với tôi kỷ niệm thánh. Thì một người tên là Trí Bạch tuộc bởi vì anh ta xăm một cái con bạch tuộc rất là to. Vòi nào là một cái vòi bắt lấy người phụ nữ một cái vòi bắt lấy đô la một cái vòi bắt lấy những cái thẻ cái cái lá bài một cái cái vòi bắt lấy những cái thú vui của nhục dục này nói với tôi rằng nếu thầy không cho tụi con về tụi con sẽ tự tử trong trung tâm giải cứu à, tôi nghe hai chữ đó là tôi nó nhưng mà tôi tiếp tục cầu nguyện với Chúa và tôi tiếp tục khuyên bảo và cảm ơn Chúa cầu học trò có tâm mình bạch tục quyết định ngày mai bỏ về dù tôi và đem kéo lại Ồ, oh, giật túi sách lại nó khuyên anh vô lại đừng có bỏ về anh chơi là anh chết đó nhưng mà người nói gì tao quyết định như vậy rồi tụi bay đừng can tao và người đó ra về còn một người anh em ở lại là đầu phục trường ở lại và người anh em đó ra về ba tháng sau đã chết một cách rất là đau đớn. Còn người nam ở lại bây giờ trở thành mục sư của hai hội thánh. Chúng ta chọn điều gì cho mình chiều hôm nay? Chúng ta chọn điều gì cho mình chiều hôm nay? Vâng lời Chúa hay là đi theo tiếng gọi của ma quỷ? Tiếng gọi của ma quỷ lúc nào? cũng rất là mùi mẫn nó hứa hẹn cho chúng ta nhiều cảm xúc phải không ạ nó hứa hẹn cho chúng ta nhiều tiền bạc nó hứa hẹn cho chúng ta nhiều cái rất là đường mật còn tiếng gọi của đức tinh linh đó là tiếng con ơi hãy đứng dậy trở về nhà cha ăn năn khóc lóc và cầu xin sự tha thứ từ nơi ta Và là một con cái của Chúa đã thi Chúa lâu năm Thì chúng ta nghe cái chữ ăn năn Là chúng ta biết là quyết định từ bỏ tội lỗi đúng không ạ Và bắt đầu trong con người của mình Bắt đầu nổi lên những điều toan tính Con biết đó là tội lỗi Bây giờ con bỏ cái tội lỗi này Con lấy gì mà con sống <laughs> À cái trận chiến đang xảy ra ở đây Rồi nếu con bỏ cái đó Thì con sẽ sống như thế nào Ai trả tiền nhà cho con Ai trả tiền biêu hàng xe, hàng tháng cho con Ai trả tiền điện cho con Ai trả tiền bảo hiểm cho con Chúa ơi Và chú yên lặng Bởi vì Chúa muốn chúng ta như người con trai hoang đàn Amen Amen Ở tại cái chuồng heo đó Người con trai hoang đàn không nghe một cái tiếng nào Amen Nhưng người con trai hoàng đàn đó tự ý thức đứng lên vì cớ quá gớm ghê và bị xem thường xem kinh người chủ của chuồng heo quý con heo hơn là quý con người vì ông ăn vỏ thức ăn của heo mà đúng không ạ mà ông dứt lại ông cho heo ăn con người mà đi ăn thức ăn của heo anh em chúa dựng ta nên mang ảnh tượng của đức chúa trời amen chúng ta là những người nam những người nữ rất đẹp Chúng ta là những hoàng tử, những công chúa Trong hoàng cung của Đức Chúa Trời Chúng ta là những người rất đặc biệt Chúng ta là những người đẹp tuyệt vời Chúng ta là những người sang trọng Chúng ta là những người rất là, rất là, rất là tuyệt vời của Chúa Nhưng tội lỗi đã biến chúng ta trở thành những con sùng, phải không ạ? Tội lỗi đã biến chúng ta trở thành những con người mà chính chúng ta gớm ghê chính mình. Chính chúng ta cũng thấy mình bị sỉ nhục Chính chúng ta thấy mình Mặc cảm Chỉ hôm nay Tôi kêu gọi hội thánh trong danh của Chúa Cô Thế giê -xu. Đừng khinh lờn nữa Đừng như vợ của Lót Khi đem ra khỏi Sodom Gomorrah Thiên sứ có nói một điều Đừng bao giờ ngoái cổ lại Nhìn đằng sau Nhưng Bà đi một lúc bà tiếc của cải phải không ạ? À? Có phải đúng như vậy không? Bà bắt đầu tiếc của cải và bà ngoái cổ lại. Kinh Thánh Chúa nói rằng bà trở thành đứng tượng mũi như thế này này. Hóa thành tượng mũi. Tượng có mắt mà không? Thầy. Có tai mà? Không nghe. Có mũi mà không ngửi được. Ngài hôm nay có nhiều con cái của Chúa như một cái tượng rồi có mắt mà chúng ta không thấy những ơn lành của Chúa đổ xuống cuộc đời của chính mình, có tai mà chúng ta không nghe lời của Đức Chúa Trời được, chúng ta chỉ nghe TV thôi, nghe nhạc đời thì nhanh lắm, đi vào vũ vào hội trường quán bar là chúng ta nhanh lắm, có mũi mà chúng ta không ngửi được cái mùi thánh khiết của Chúa em, em, mà chúng ta thích khói thuốc lá, chúng ta thích mùi rượu. Chúng ta thích những điều thuộc về thế giới mờ tối. Amen. Tay của chúng ta không có nhúc nhích để ban phước cho người này, ban phước cho người kia. Mà chúng ta thích đi Las Vegas, đi xe nhỏ về xe to. Bán xe nhỏ rồi, phải đi về xe, xe, xe đầu quăng thôi. Đó, đi xe nhỏ, đi xe bốn chỗ về xe năm chục chỗ. Và người, bằng ta tưởng rằng đó là giàu có lắm nhưng đó xong rồi, trùng heo rồi. Và tôi kêu gọi hộ thánh của Chúa chiều hôm nay hãy quyết định ăn năn trở về với Chúa. Không còn cách nào nữa khác hết quý bà chị em ơi. Đôi mắt thuộc linh của tôi mở ra nhìn vào trong hội thánh. Tôi nói quý bà chị em giận tôi quý bà chị em chịu. Đó là tôi thấy có nhiều người đang bị trói tôi cầu nguyện cho họ chúa nói con đừng cầu nguyện con đừng cầu nguyện cho họ bởi vì họ không ăn năn tội lỗi con đừng cầu nguyện cho họ hơn một năm trời nay chúa bảo tôi đừng cầu nguyện cho người này tôi phân lời chúa tôi không cầu nguyện ai giận tôi chịu nhưng tôi biết rằng người đó có trục trặc gì đó với chúa em 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 trên em. nhiều người lên cầu nguyện có người tôi phải đi qua họ và tôi không dám cầu nguyện bởi vì tôi biết rằng họ có dây trói Thuộc về những dây trói của tội lỗi Thuộc những dây trói của sự rủa xả Thuộc dây trói của sự kiêu ngạo Thuộc những dây trói của sự chết Amen Tôi chỉ cầu nguyện và em chỉ được giải cứu Khi lòng anh em có quyết định ăn năn Một bộ sư Đó là một sư Benny Hing. Tôi rất là thích chức vụ của tôi tôi chua Ông đến Texas ông giảng một đêm Thì có một người đàn ông ăn mặc cái áo rất đẹp à, Giống như cái áo của các tiến sĩ Trong cái ngày tốt nghiệp của trường thần học Và ông đem một thánh giá rất là to Ông đi từng bước rất chậm rãi Và một sự bên nhìn biết rằng là Đó là cái, cái người bị bệnh rồi Cho nên đi rất là chậm rãi Và ông đến thì à, Cái người mặc áo đẹp đó không có nói được và đưa tờ giấy cho một sư bên hình và trong tờ giấy đó là xin một sư bên hình cầu nguyện cho ông vì ông bị cancer và một sư bên hình cũng giống như bao nhiêu những người bệnh khác đặt tay cầu nguyện mà thì ông vừa giơ tay lên chú nói gì không được đặt tay trên con người này vì ta đã bỏ nó rồi sau lơ cũng là một con người Kinh lờn phải không ạ? Vua Sao Lơ đó. Và cuối cùng Chúa đã bỏ Sao Lơ và Chúa dây David lên phải không? Có phải như vậy không? Và chúng ta thấy Benin đã giật mình lại và tiến gần đến với người nói gì? Ông ơi, ông có thể cho tôi biết ông là ai? Và người đàn ông mặc đồ rất là sang trọng nói gì? Tôi, mà ông không biết à, tôi là một sư truyền giáo nổi tiếng nước Mỹ này đi khắp châu Lục để giảng tin lành. Một bây giờ nhìn ông và nói gì? Ô, ông là một sư nổi tiếng như vậy, tại sao bây giờ là bị cancer? Tại sao? Và nước mắt của người đàn ông đó bắt đầu đổ xuống và nói gì? Đó là quá khứ. Nhưng sau khi tôi rồi chức vụ, tôi bắt đầu sống như một con người chưa biết Chúa. Các anh chị em yêu dấu, tôi mượn câu chuyện để nói với hội thánh một điều. Có thể người ta đến hội thánh, thì chiều nay không nói người ta là ai nhưng cách sống của chúng ta khi lên xe và lái xe về nhà của mình, đó là nơi trốn riêng tư của chúng ta với Chúa đúng không? Tại đó chúng ta là ai Chúa biết. Có đúng như vậy không? Tại đó chúng ta nói cái lời gì Chúa nghe hết. Tại đó chúng ta coi phim gì Chúa cũng biết hết. Tại đó chúng ta vụng trộm cái gì Chúa biết hết. Và Chúa nói gì? Đừng cầu nguyện. Vì người đó sống như một người không biết ta Trên tôi nói để hậu thánh Bắt đầu hiểu tôi một chút Nếu tôi không cầu nguyện cho ai đó Xin đừng giận tôi Bởi vì tôi vâng lời Đức lên Linh mà không cầu nguyện cho quý vị Và nếu tôi có cầu nguyện Và tôi không dám đặt tay Bởi vì Chú bảo rằng đừng vội đặt tay Trên ai chớ nhúng vào tội lỗi của kẻ khác. Chúa bắt đầu nâng tôi lên một cấp độ khác trong những giờ cầu nguyện khác nhau. Và tôi thấy khi con cái của Chúa bắt đầu đáp ứng Ngay lời của Chúa mà xuống như chiều hôm nay đó là đừng khinh lờn nữa. Đừng bán cái quyền làm con gái của Đức Chúa Trời để lấy cái gì đó của thế gian này. Đừng bán quyền của con trai Đức Chúa Trời. Amen. Mà đổi lấy một cái gì đó Rất là không xứng đáng Đừng đổi địa vị làm con của Đức Chúa Trời Đừng bán nó Đừng như Judah Cuối cùng đã bán thầy của mình 30 nén bạc Đừng Tôi kêu gọi trong danh của Chúa Giêsu một lần nữa rằng Hãy ăn năn và đừng khinh lờn nữa. Cho tôi nghe amen Đừng khinh lờn nữa, đừng coi thường Chúa nữa, bởi vì Chúa biết Chúa sai tôi đến để giảng lời chiều hôm nay. Cho nên tôi kêu gọi, giờ này hậu thánh ơi, xin hãy đứng dậy với cả lòng ăn năn tan vỡ với Chúa. Và hãy nói với Chúa rằng lời của Chúa chiều hôm nay là cho chính con. Hãy nói với, với với Chúa rằng lời của Chúa chiều hôm nay là cho chính con. Xin Chúa giúp cho con nghe lời của Chúa mà ăn năn. Xin đến của Chúa giúp con để con nghe lời Chúa mà con không còn khinh lờn nữa. Con không xem thường nữa. Con không coi nhẹ lời của Đức Chúa Trời vì lời và Ngài là một Lời Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời là một Và chiều hôm nay lời của Chúa vang vọng lên Đức Chúa Trời đang đi qua đi lại giữa chúng ta chiều hôm nay Trên giờ này tôi kêu gọi Quý bạn chị em Cùng các tối con của Chúa Đừng để ý người mình tay phải tay trái Hãy nhắm mắt lại và đến với Chúa trong giờ cầu nguyện Hallelujah Ta lên yêu dâu xin đến với anh em của chúng con ngay giờ này chúa thánh linh yêu dấu thánh linh yêu dấu ơi con biết rằng ngài đang ở đây với chúng con từ chiều đến giờ từ lúc khởi sự nhóm và cho đến giờ này hỡi thánh linh xin bắt phục lòng con dân của chúa cho chúng con nghe lời của chúa mà bị rúng động chúa ơi vì lời của Chúa như lửa, như búa để đập vỡ những tảng đá trong tâm, tâm lòng của chúng con. Lời của Chúa như lửa để thiêu đốt những dây trói mà ma quỷ đã từng trói cột cuộc, cuộc đời của chúng con vì cớ chúng con khinh lờn, xem nhẹ, chúng con coi thường, chúng con xem khinh lời của Đức Chúa Trời. Và đôi khi chúng con tin lời của bác sĩ hơn là lời của Đức Chúa Trời nữa chứ con để lòng tin vào lời của những thầy thuốc trần gian này hơn là tin vào lời đầy quyền năng chữa lành giải cứu của Đức Chúa Trời không hề thay đổi vẫn còn đó. Chúa ơi xin tác động ngay giờ phút này. Chúa ơi xin tác động ngay giờ phút này. Xin tác động ngay giờ phút này hỡi Chúa. Thế linh trong danh của Chúa Giêsu Christ, xin tác động, xin thăm viếng dân sự của Ngài. Thế linh ơi, xin hành động ngay giờ này. Công cầu cho một sự đụng chạm, đặc biệt đó là sự ăn năn ra khỏi cái tội của kinh lơn, sự mặc khải của Chúa lời của Chúa cho mỗi một chúng con Chúa ơi xin nhắc lời của Chúa chiều hôm nay cho hết thảy mỗi một chúng con xin hãy nói với linh hồn của chúng con rằng ta yêu các con trai con gái xin hãy phán linh hồn của quý mặt trên chúng con rằng ngài là sự cứu rỗi của họ và ngài không muốn họ bị trói tiếp tục bị trói nữa xin cho mỗi một chúng con nhận diện ra được chúng con đã bị trói về những lĩnh vực gì chúng con đã bị cột trói với những tội lỗi nào chúng con đã bị nó lừa dối chúng con như làm sao và điều quan trọng hơn hết đó là cho mỗi một chúng con nhìn ra cái tội để chúng con xưng nó ra và lìa bỏ nó để chúng con được Chúa thương xót trong chiều hôm nay giờ phút này Chúa ơi hỡi Chúa xin đúc đèn xin tác động thần linh xin tác động thần linh ơi xin tạm viên thần linh ơi xin kêu con dân của Chúa trở về với ngài Chúa ơi Love. không Con biết rằng Ngài Sẵn sàng không lấy mặt giận Để nhìn chúng con nữa Khi chúng con ăn năn Khi chúng con xưng nhận tội của mình Khi chúng con Nhận lầm lỗi về chúng con Ngài không lấy mắt, cái nét mặt giận để nhìn chúng con nữa Ngài không lấy sự cưu giận Để cứu giận chúng con nữa Nhưng lòng nhân từ sự thương xót của Chúa sẽ được thi thố trong chính giây phút này Chúa ơi Hôm nay con đến bên gần cha Yes Lord. Xin cho con hiểu, hiểu lắng hiểu. nghe lời Ngài Ôi Chúa ơi Phải thân linh Lời Chúa Xin làm chúng con được tự.